Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhà thi đấu Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc tại Việt Nam để theo dõi trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định giữa hai câu lạc bộ An Tây tới từ Kazakhstan và Diamond Foot tới từ Thái Lan. Sau 4 trận đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 2-2 và đây sẽ là trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định, trận đấu đánh chạm 10 năm. 1-0 cho An Tây và ghi điểm ở vị trí chủ công của Sana Anakulova. Nhưng trong tình huống vừa rồi, các trọng tài xác định vẫn có điểm dành cho Kazakhstan. 2-0. Có vẻ như bóng chạm vào rào chắn và không qua lưới thì đúng hơn. Chắn bóng tốt, 3-0 cho An Tây. Khởi đầu quá thuận lợi ở trong trận đấu thứ 10, trận đấu thứ 5, trận đấu quyết định này. Tiếp tục là pha chắn bóng xuất sắc của Sana Anakulova và Diamond Foot đã buộc phải xin tạm dừng hội ý rồi. Trận đấu thứ 5 chỉ đánh chạm 10 năm và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Trong sân, điểm số đầu tiên cho Diamond Foot ở trong trận đấu thứ 5 này, 1-3. Quá xuất sắc, pha lấy bóng về cuối sân cực hay của Kristina Anikonova. 4-1 cho An Tây. Có cơ hội ghi điểm và họ đã thành công. Lại là một tình huống ghi điểm của Sana Anakulova. Bóng chạm rào chắn và đi ra ngoài, điểm cho Diamond Foot 2-5. Đó là pha đỡ bóng 1 không thành công. Người đã có pha đỡ bóng 1 lỗi vừa rồi là Sakra Zija. 3-5 cho Diamond Foot. Lần thứ hai liên tiếp Sakra Zija đỡ bước 1 không tốt. 4-5. Và bên phía An Tây xin tạm dừng hội ý rồi.
бы это самое случайно не попали на руку, а на той стороне. Ты говоришь, ты не можешь, ты кисти мне перенеси, просто подпрыгни на цыпочки, но туда перенеси кисти. Ну тупо попадают руки, у меня сидит черный. Поехали. Ну сейчас давай. О! Тайский тренер. Посмотри на блок. Лиза, сейчас, Лиза, Лиза, сейчас блок, смотри где. Của Sakura Jija sau hai đinh và đứng một hỏng liên tiếp. Điểm tra tay 6-4 và đập bóng rất mạnh ở vị trí chủ công và dĩ nhiên vẫn là của Anna Kolova. Người đã có pha đập bóng không qua rào chắn là Natasa. Sẽ có tình huống đổi sân của hai đội. Trận đấu thứ 5 đang diễn ra quá thuận lợi cho An Tây. Chờ đã một phút rồi. Nhưng khoảng cách 3 điểm vẫn là khoảng cách tương đối lớn, nhất là khi đánh chạm 15. Natasa đã rời sân. Với sự thay đổi liên tiếp bên phía đã một phút. Thì huấn luyện viên Panchenko Yuri đã rất tự tin ăn mừng 9-5 cho An Tây. Một pha đánh bóng chữ ý tốt của các vận động viên bên phía đài 1 phút, tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-9. Pha ghi điểm vừa rồi có lẽ là của Sasipa Pron. Tỷ số bắt đầu được rút ngắn cho 30 phút 79. Một pha đập bóng có thể nói là cực kỳ tốt và hiểm hóc của Wipawi Srithong. Khoảng cách 3 điểm đã được An Thầy tái lập 17.
bàn xuống còn 80. Và An Thầy nâng tỷ số lên 11-8. Bốn điểm nữa An Thầy sẽ giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Quá đáng tiếc, pha phát bóng không qua lưới. Đó là pha phát bóng không qua lưới của Svetlana Parukova. Chín mười một và đa một phút vào đội phát bóng. Điểm cho An Tây 12-9. Và đánh bóng ở vị trí tay đập giữa rất căng. Rất kiên trì. 10-12, tỷ số được rút ngắn và khoảng cách giữa đội chỉ còn 2 điểm. Diamond Foot vẫn cố gắng duy trì hy vọng của mình. Cực kỳ đáng khen ở trong pha bóng này, nhưng đáng tiếc họ kém may mắn hơn so với An Tây. 13-10. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 11-13 cho Diamond Foot. Tichako là người phát bóng. Spoil cho An Tây. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đại diện tới từ Kazakhstan.
cuộc đã thuộc về An Tây trong cuộc đối đầu với các vận động viên tới từ Thái Lan, câu lạc bộ Diamond. Đây là một chiến thắng vô cùng cảm xúc của đại diện tới từ Kazakhstan. An Tây đã để cho Diamond Foot dẫn 2-0 sau khi để thua trong hai set đấu đầu tiên với các tỷ số 22, 25 và 19, 25. Nhưng rồi ba set đấu sau đó họ đều giành chiến thắng với các tỷ số 25, 22, 25, 14 và 15, 11. Xin được chúc mừng cho thầy trò huấn luyện viên Pacheco Yuri với chiến thắng ngày hôm nay, và xin chúc mừng các vận động viên tới từ Kazakhstan. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp cuộc đối đầu giữa An Tây và Diamond Foot trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023 của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn đừng quên là tất cả các trận đấu của giải đấu này đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.